Biết rồi nhưng mà hồi nãy xin lỗi tôi, bà lên. Nhưng mà hồi nãy nói gì vậy? Lỗi gì thì nói đi. Lỗi lần đổi chữ thầy. Chữ thầy gì? Mẹ. Chữ thầy mẹ. Mẹ là cái gì? Cô giáo giờ có dạy chữ thầy không? Hồi nãy chửi làm sao? Hồi nãy chửi gì? Vậy đâu có gì đâu mà bậy. Nó là kêu thôi. Kêu thôi mà. Kêu là kêu mẹ thôi mà. Ừ. Chứ nói chứ đâu nói gì. Hồi nãy chú ba nói M rõ ràng luôn. Nói ai? Con chửi cờ hó rồi đó. Nói ai? Nè, lúc mà đang đứng diễn đây. Diễn tả lại coi. Sao? Lúc mà hả? Cái này là con nói thôi chứ con không có chửi nè, con không bao giờ chửi thầy trong cuộc đời. Đâu, đâu. Diễn tả lại sao? Lúc chú ba nãy sao? Lúc mà chú ba mở, lúc mà bà nội vô nè, là hả chú ba đi vô, xong rồi chú ba chửi là mặt nha mày, chó đó chú ba chửi vậy đó, rõ ràng luôn, con nghe mà. Chửi ai? Nhà ai biết chú ba? Chú ba đứng đây nè, xong rồi chú ba chửi. Chửi ai bệnh? Chửi đâu? Chửi tự nhiên nói vậy hả? Chửi ai? Rồi đâu? Cô giáo có dạy chữ thầy không? Không. Cô giáo dạy cái gì? Dạy chữ. Dạy chữ. Dạy chữ không có phải chữ thầy. Rồi tại sao mình chữ thầy? Mai không nhớ. Nhiều lần á, mẹ thấy nhiều lần rồi đó. Còn chữ thề nữa là mẹ không cho dạy học sao? Không cho đi học luôn. Hiểu không? Biết lỗi chưa? Bây giờ nói coi trong nhà này ai đẹp trai nhất? Nhìn vô cái màn hình nè, rồi nói ai trong nhà này ai đẹp trai nhất? Mày. Ai trong nhà này ai giỏi nhất? Mẹ. Rồi nó bây giờ nói nè, trên thế giới này ai thông minh nhất? Bình. Mình thông minh mình chứ. Coffee đi. Bu nói bu. Ai thông minh nhất rồi bu? Dạ ba. Đáp đi của con.